kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại xin giới thiệu với các bạn khui thùng một cặp loa mà có xuất xứ đến từ hãng Avalon. Đây là một cặp loa đến từ nước Mỹ và cặp này thì là mới có trên mặt trên thị trường vào tháng 9 năm 2019 này và hiện tại đang có mặt tại Thiên Hà Audio. Đó chính là cặp loa Avalon Precision Monitor. Tại sao lại có chữ Precision Monitor thì các bạn biết đây là một cặp loa có một độ trung thực rất là cao và cũng giống như các dòng loa kiểu bầm thì là đây là những cái hướng tới của người chơi, mà nhất là những audiophile khó tính thì luôn luôn thích tìm tòi về những cái sự trung thực của trong âm thanh. Và hôm nay tôi muốn cùng các bạn là khui thùng cặp loa này và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm. Đối với tôi thì hiện tại bây giờ thì tôi đang ở trong tâm trạng hết sức là phấn khích và hồi hộp để được bóc cặp loa này. Và từ đấy thì tôi cũng đã bóc được một số con ốc này rồi. Đây là những con ốc cuối cùng, chắc là cái mặt trên này các bạn. Và khi bóc ra thì các bạn thấy ngay đây là một sự rất là cầu thị của hãng Avalon, tức là làm tất cả các cái mặt e căng cũng như là catalog hướng dẫn sử dụng cho mình dùng, và người ta đã ghim tất cả các thiết bị vào đây. Và đây là những sản phẩm mới nhất của hãng nên chúng tôi cũng tôn trọng, là vì chúng tôi cũng chưa đưa các dòng này ra và chúng tôi đang muốn khao khát là muốn nhìn xem cặp loa này nó như thế nào. Đó mới là cái tâm điểm của ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi xin phép tôi lại quay ra đằng trước để tôi bắn lũ con ốc tiếp. Đây là những con ốc cuối cùng khi chúng tôi khui cái khung của cặp loa này ra. Đã, bây giờ tôi mời nhân viên kỹ thuật của Thiên Hà hỗ trợ chúng tôi để mở cặp lắp ra xem như nào. Đã, với một chiếc loa tương đối là to lớn thế này với trọng lượng đến 97 kg, tôi nghĩ quá là tuyệt vời, nhưng mà thôi thì cái gì cái vẫn cứ phải trải nghiệm thật. Nào, xin mời các bạn. Wow, đây là một cái vỏ rất là đẹp và tuyệt vời của hãng Avalon. Đây là màu chrome body. Đây là một trong những màu mà được người chơi bây giờ rất là mộ điệu. Toàn lớn quá. Tuyệt vời. Và qua nhìn này thì chúng ta thấy đây đúng là hãng Avalon này thì luôn luôn hướng tới là đây là những cái gì quý nhất của thiên nhiên ban tặng, chính là những viên kim cương. Thì cặp loa này lấy cảm hứng từ những viên kim cương đây, các bạn sẽ nhìn thấy các cạnh vát này rồi những sản phẩm này, và đây là trên này là một cái chép kim cương tôi đã nhìn thấy rồi đó. Còn một vài phút nữa thì tôi sẽ đưa cặp loa này lên trên gác và giới thiệu cho các bạn những công năng và tính năng để sử dụng của cặp loa này. Và đây là hệ thống kèm theo là bộ chân cụm của cặp loa này. Thì cặp loa này lỗ thoát hơi nằm phía dưới này, tuyệt vời. Đây lại là một ngôi sao cực sáng trên bầu trời audio. Với cặp loa này thì nhìn thấy đây là những cái sản phẩm đến từ hãng màng thân loa đến từ hãng Kevlar Lumax, thế là đây là để dùng trong vào vật liệu của quân sự, nhưng mà đã được ứng dụng trong cặp loa này. Ở đây là một siêu phẩm, thế là rất là nhẹ. Và cặp loa này thì thấy trên tạp chí nghe nhìn cũng như là giới châu Âu đánh giá rất cao, và đây là một chất âm nhạc cho cái chất âm thượng hạng quý phái để các bạn. Đẹp quá. Sau đây thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật lại muốn dâng ra để ngoài này cho các bạn có một cái sự trải nghiệm để cho cặp chiếc loa đứng lên một bên. Vâng, sau khi cặp loa Avalon BM4 này đã được đưa ra ngoài và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm, đầu tiên tôi muốn nói đến e-căng. Vâng, đây giá trị tín hiệu nằm đây, diamond, rồi tất cả các hình khối của cặp loa này đều lấy từ cảm hứng từ những viên kim cương thiên nhiên ban tặng cho con người.
Đó, còn khi bây giờ thì tôi sẽ xin dỡ được mặt cái căng này ra. Và nét đặc trưng của Avalon thì luôn luôn giữ cái tấm mút này bao giờ cũng là rất quan trọng. Đó là chính là cái giữ ở cái dải âm cao, dải âm trung và dải âm trầm. Nhưng qua miếng mút này để nó giữ lại được cái hút âm và nó sẽ làm cho được màu sắc âm thanh nó nghe tự nhiên trung thực nhất, đúng là tiêu chí của hãng Avalon. Vì hãng Avalon này lấy trung thực là hàng đầu và âm thanh đẹp. Đó là các bạn nhìn. Còn một vài còn sau clip sau thì tôi sẽ kênh cặp đồ cặp loa này lên trên phòng test lab của Thiên Hà Audio chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu sâu hơn nữa về các công năng của các loa này. Còn cặp loa này thì như các bạn cũng đang được chiêm ngưỡng, đây là một loại gỗ đẹp nhất bây giờ, và năm nay thì Avalon đã làm được một hình dáng rất là trông rất là thoát loa, trông nhẹ nhàng hơn những cặp trước. Và những cặp loa này thì đã thân thiện hơn với khí hậu. Vì tại sao? Những cặp loa trước thì tôi vẫn nhớ được những cặp Avalon Time hoặc là những cặp Eolon đều là các mối nối ghép giáp line, thì bây giờ Avalon đã làm phủ liền với những lớp sơn piano chất lượng cao nhất đưa lên đây. Và toàn bộ gỗ loại này đây là đang là gỗ những loại gỗ mắt chim, là gỗ rất là quý của trong người chơi audio, vì những gỗ này là những gỗ có thâm niên tuổi rất là lâu đời, để khi mà lạng ra để làm vào những cặp loa này thì nó sẽ tăng được giá trị cặp loa này lên rất nhiều. Và cặp Avalon này thì cũng không quên những cái phụ kiện và linh kiện bên trong, đó chính là tôi đã nhìn thấy đây là một hệ thống của cặp loa của hãng Karat. Đây là một hãng làm về các sản phẩm về phụ kiện nổi tiếng hàng đầu của Mỹ và đã được các thương hiệu lớn tin dùng và ưa dùng những cặp này. Vì cặp này thì từ ngay những cọc siết loa đây, các bạn nhìn đây, siết loa đây một bên vế phải bên vế trái này, khi như mình siết vào này thì cái lực tác động vào nó rất là chặt và nó giữ ổn định cho cái cọc loa này. Đấy. Và cọc loa này thì mạ hoàn toàn bằng chrome trắng, tức là đây là dạng trắng này để nó tăng được cái phần sáng của âm thanh ở dải trên. Đó là một nét đặc trưng rất là quý của cái cặp loa này và được sử dụng ở những linh kiện cao cấp nhất này. Và với cặp loa này lên tặng lên đến 97 kg thì tôi nghĩ đây là một chủng cặp loa có nhiều điều để phải nói và tìm những cái âm đi thích hợp tốt nhất để đưa vào để nghe xem cặp loa này hát như thế nào và âm thanh ra làm sao. Thì xin mời các bạn hãy lên phòng test lắp của Thiên Hà Audio chúng tôi vào clip sau. Xin chào.